Chào mừng các bạn đến du lịch tại đảo Rồng Phú Quốc, một đảo rất là đẹp tại tỉnh Kiên Giang. Từ thành phố Hà Tiên hoặc thành phố Rạch Giá, các bạn có thể đi tàu cao tốc để đến đảo. Đến với Phú Quốc, các bạn hãy đến chợ đêm để thưởng thức những hải sản tươi sống tại biển đảo và mua hàng lưu niệm. Thank you.
đến với Phú Quốc, các bạn đừng quên đến Suối Tranh, một khu du lịch rất là tự nhiên cũng hấp dẫn các bạn. Khi đến Phú Quốc, các bạn cũng đừng quên đến với chùa Hộ Quốc Phú Quốc, một nơi rất là đẹp và tôn nghiêm các bạn.
Đoàn Viên Giang. Nếu thấy hữu ích thì các bạn vui lòng chia sẻ hoặc đăng ký theo dõi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mến chào.